if you close your eyes, doesn't almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, doesn't almost feel like you ba người đang sao em để kia em da trắng và em không có sống thành thật với bản thân mình vậy á? Tại sao anh da trắng mà anh để kia em da vàng vậy?